Dương Thừa Vũ, lão ngụy vẫn còn quan tâm đến cả. Cả đang ở thách tấn cổ lơ vào chuyện với bọn thần long. Cha bị cây con mơ tại tông đàn. Sao em cứ lo việc ăn mi cuối vũ trà? Vẫn yêu em mãi mãi, nhưng đại sư ca ơi, Lon không còn xứng đáng với tấm chân tình được dưỡng nuôi bằng niềm thương nỗi nhớ. Vì người con gái năm xưa đã phản bội anh và phản bội cả về Bạch Mã Sơn trong kịp giờ.
hôn lệ. Con gái em đã mù rồi. Đừng khóc nữa long nương ơi, đừng khóc nữa. Giữa lúc tôi sắp đi xa thì đôi mắt con nương không còn ánh sáng, nhưng không còn nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thấm. Còn đây là chiếc áo
bên đây xa xôi, còn chút kỷ niệm của hôm nay. Chính ta ta lòng thương tương, trước mắt tôi sao mà mình con quân ơi, ta sắp vĩnh biệt nhau rồi. Xin đừng chi thương tiếc một người, mà làm ở ngài.